Sáng 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử vụ ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn Long Đặng Lê Nguyên Vũ, chồng của bà Thảo, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên, sau khi tạm ngưng phiên tòa vào ngày 1 tháng 3 để xác minh số dư tài khoản gồm tiền vàng trị giá hơn 2.100 tỷ đồng đứng tên bà Thảo tại ngân hàng BIDV, Vietcombank và Eximbank. Tại phiên tòa, bà Thảo đã đặt hai câu hỏi dành riêng cho ông Vũ, tiếp tục dấy lên những tranh luận giữa hai người. Em muốn hỏi anh hai câu. Thứ nhất là anh muốn chia cái tiền ở trong cái tài khoản của em á, thì anh có thể cho em biết là cái tiền đó nó từ đâu ra không? Và câu hỏi thứ hai là anh có thể cho em biết là từ lúc mà mình cưới nhau tới giờ là anh có bao giờ chuyển cho em một đồng nào hay không? Nói cái lời nào cái chạm ở đâu nên 6 năm nay gần như là có nhiên lạc sau những gì nói đã có hết rồi, bằng cái lời mình phạm tất cả mọi chuyện gia đình tất cả đều hiểu hết trong lòng cô. Khi cô có muốn nói bất cứ một cái gì về liên quan của cô gần 5 năm nay mà cô không muốn cho ai nói bất cứ một cái gì liên quan của cô, nhưng cô kéo ra đây quá giận lên đi nó nói neo rồi báo chí báo tội là tự về nhà cô sao mà nói như vậy nó về đó cô ngồi đó đi cô có bị ngô được ở đó mà đừng đứng lên mà đối cô mà luôn bao của mình nghe cuối trả lời câu hỏi hoặc là có việc gì làm tiền rồi đó 20 năm nay phản cố như vậy thẩm phán tôi là cái người biết nghe cái hòa giải thì nhiều lần luật sư cái này cũng biết qua nó nói là để Trung Nguyên nó phát triển đúng tầm nhìn toàn cầu mà nó giúp quốc gia dân tộc nó nhiều lắm, còn tiền bạc nó nhiều thì bao nhiêu con biết đâu có ai nhận.